Không lâu sau buổi trao Race Kit, buổi lễ khai mạc Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2020 đã diễn ra hoành tráng và công phu. Buổi lễ khai mạc ngoài việc chào đón các đại biểu tỉnh Hậu Giang, còn có sự góp mặt của các lãnh đạo sở ban ngành từ các tỉnh lân cận. Là một giải đấu có tuổi đời còn non trẻ trong làng chạy phong trào, nhưng Mekong Delta Marathon Hậu Giang đã mang lại cho các runner một trải nghiệm vô cùng thú vị, từ khâu nhận biết, các trò chơi cho đến buổi khai mạc đầy màu sắc và đặc trưng văn hóa của vùng sông nước Hậu Giang. Để có được sự thành công như vậy, phải kể đến sự phối hợp rất chuyên nghiệp của tỉnh Hậu Giang và đơn vị tổ chức, đó là công ty cổ phần truyền thông Nexus. Về cái thuận lợi thì tôi cho rằng là người dân ngày càng thích những cái hoạt động cộng đồng, và điều đó nó gắn chặt giữa cái việc là tìm hiểu về văn hóa và con người ở tại địa phương rất là tốt. Thì như vậy cái sự hưởng ứng của người dân cộng với cái sự quyết tâm của chính quyền và cái tính thích trải nghiệm của vận động viên chạy bộ nó kết hợp lại thì nó thành một cái sự rất là thuận lợi cho các nhà tổ chức, và riêng với Mekong Delta thì điều này càng thấy rõ hơn. Chúng tôi phát huy cái mà năm ngoái vận động viên ấn tượng nhất, đó là cái tình cảm của người dân dành cho vận động viên trên đường chạy. Và năm nay chúng tôi sẽ kết hợp với địa phương làm rất kỹ vấn đề này, thông qua những cái trạm tiếp nước, những cái điểm tiếp nước hoặc là tiếp thức ăn cho vận động viên là do người dân địa phương sẽ trực tiếp làm. Ngoài ra là những cái nhu cầu của vận động viên khi mà chạy trên đường sẽ được người dân hai bên phục vụ bằng những cái dấu hiệu riêng, ví dụ như là nhà vệ sinh, ví dụ như là những cái nơi để mà vận động viên có thể rửa mặt, tất cả đều có dấu hiệu để nhận biết rằng là nơi đây là dành riêng cho vận động viên. Chúng tôi kỳ vọng rằng là những cái khâu chuẩn bị này sẽ tiếp tục thu hút thêm vận động viên và mọi người sẽ thấy rất là ấn tượng và thoải mái khi tham dự giải. Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2020 đã đưa các vận động viên cũng như người dân tại đây trải qua một buổi lễ khai mạc hoành tráng và công phu nhất trong các giải chạy phong trào từ trước đến nay. Bây giờ, tất cả đang cùng hy vọng thành công đó còn được tiếp diễn trong ngày các runner tranh tài.